á là mình đo mỗi ngày đó, mình chỉ tốn pin thôi, không có tốn gì hết. Thì những cái máy như thế này thì sẽ bảo hành 5 năm, nhưng mà trong 5 năm đó nhiều khi nó có trục trặc mình gửi đi bảo hành đó, thì nhiều khi máy nó không có lỗi thì mình mất công đi từ ở dưới quê lên, hay mình gửi từ xa về trung tâm bảo hành thì rất là cực. Thì Hòa Sơn sẽ hướng dẫn bà con mình cách kiểm tra đơn giản tại nhà ha, để đỡ mất thời gian nha. Thì nếu mà như thứ nhất á, bà con mình nên mua hàng chính hãng để cái độ tin cậy nó được cao nè, và cái được kiểm định chất lượng trước khi ra thị trường rồi đó, thì mình sẽ yên tâm được bước đầu tiên ha. Rồi nếu mà khi mình đã mua về sử dụng rồi thì những cái lỗi đơn giản mà bà con mình hay thấy đó là không hiển thị gì hết, không hiển thị gì hết ha. Ví dụ bấm nút không nhúc nhích nè, thì đầu tiên mình sẽ nghĩ ra ngay đến là pin nha, nó không có nguồn điện thì mình sẽ mua pin mới. Mà bà con mình nên mua pin tốt một chút xíu, tại vì có những cái pin thường á mình bỏ vô mà chưa xài nó đã hết, tại vì những cái viên pin nhỏ nhỏ mà vài ngàn viên á đó, nó sẽ pin rất là yếu, nhiều khi không đủ cho cái máy sử dụng, thì mua pin tốt tốt ha. Rồi cái thứ hai mình coi kiểm tra hộp pin coi nó có bị chảy pin hay không. Thì Hoàng Sơn có nhắc đi nhắc lại nhiều lần là bà con mình khi sử dụng, nếu pin tốt, pin khô á, để luôn trong đây cả năm không sao, nhưng mà những cái pin thường á, mình xài khoảng 1 tháng là mình có thể kiểm tra, hoặc là ít xài quá phải bỏ ra, để nhiều khi mình bỏ quên trong đây vài tháng mình không có sử dụng á, nó chảy pin không hay ha. Nếu mà chảy pin thì rất là tiếc luôn, hãng họ sẽ không có bảo hành, nên là cô chú mình chú ý. Còn nếu mà để không chảy pin á thì những cái thương hiệu lớn như thế này nè, thì mình xài ngoài 5 năm là bình thường ha, 5, 7 năm, 8 năm, khi cả chục năm luôn á. Rồi cái thứ nhất là không hiển thị. Còn nếu mà thay pin rồi mà mình bấm vẫn không lên thì có thể là lỗi bên trong, bắt buộc mình phải gửi về trung tâm bảo hành, nhưng mà khả năng 70-80% là lỗi do pin ha. Rồi những cái dòng rẻ như thế này, những cái dòng cổ tay như thế này cũng vậy luôn, cũng phải do pin kiểm tra. Còn nếu mà như chúng ta những cái máy mà có cục adapter như thế này mà cắm adapter không lên thì mình cũng lấy pin thử nha. Mình lấy pin, có thể là cục adapter nó bị hư mình lấy pin cho mình thử. Những dòng máy này thì nó xài song song cả pin và cái cục biến điện. Rồi tiếp theo đó là khi mình đo mà hình đó hiển thị đen hết lên như thế này, ví dụ ha, hiển thị đen hết như thế này, tức là có thể những cái nút nhấn nó bị chạm hoặc là nó bị lỗi, thì mình cũng phải gửi về trung tâm bảo hành. Có những lỗi nhiều khi nó khá là nhẹ, nếu mà như anh chị mình mua hàng chính hãng á, những lỗi không hiển thị hoặc hiển thị đen hết như thế này nè, thì có thể là họ thay những cái nút nhấn này nó rất là rẻ, thì hãng họ sẽ hỗ trợ chúng ta rất là tốt, nhiều khi miễn phí luôn nữa, và nhiều khi sửa rất là rẻ. Còn nếu mà chúng ta mua hàng không rõ nguồn gốc á, thì không có trung tâm bảo hành mà hư cái là coi như là bỏ luôn á, không ai nhận sửa. Và khi sửa rồi á thì không có một cái trung tâm để kiểm định chất lượng coi nó còn đúng hay sai thì cực kỳ nguy hiểm nha. Cái máy đo huyết áp mà không biết đúng hay sai thì cực kỳ nguy hiểm luôn. Rồi cái lỗi thứ hai là hiển thị đen màn hình hết à. Rồi cái lỗi thứ ba đó, lỗi thứ ba là vòng quấn bị bơm không lên vòng quấn bơm lên thường á, cái máy này hãng sẽ bảo hành chúng ta 5 năm, nhưng mà những vòng quấn như vậy nè, nếu chúng ta xài kỹ thì có thể trên 5 năm, còn chúng ta xài mà không kỹ, cái tay mình dơ á, mình bóc vào hoặc là mình giặt giũ gì đó trên đây nó sẽ hư đó, thì mình sẽ mua cái khác mình thay. Nhưng mà trước khi mua đó mình cũng kiểm tra thử, mình thử mình nắm chặt cái vòng quấn lại như thế này nè, nắm chặt lại như này, mình bấm nút đo mà máy nó bơm căng cái tay mình ra luôn, lực rất là mạnh, thì mình nghĩ là cái máy còn mạnh, thì khả năng do vòng quấn này. Thì cả nhà mình có thể ra trung tâm đem này ra để họ kiểm tra, nếu mà do vòng quấn thì mình mua vòng quấn khá là rẻ ha. Còn nếu mà vòng quấn mà nó không lên hết mềm xèo hết là do, có thể do bên trong cái máy nó bị bên trong máy bơm yếu, thì mình cũng thể gửi về trung tâm bảo hành đó, trường hợp thứ ba là pin yếu. Còn nếu mà như trường hợp cái máy đo huyết áp ở cổ tay mà nó bị như vậy á, thì chúng ta sẽ lấy hai cái ngón tay nè, cái này là cái máy nha, còn cái này là vòng quấn nha. Thì giữa cái máy với vòng quấn nó sẽ kết nối bởi cái hai cái ống hơi, thì mình sẽ thò tay ra phía sau của cái vòng quấn bên trong nè đó, mình rờ rờ ngay chỗ cầm cọ mình bóp vô coi nó có bị tuột ra không. Nhiều khi mình lỡ tay là nó làm tuột ra, mà khó mà tuột lắm rồi cũng có thể bị tuột, thì mình ấn ấn vô coi nó có khớp hay không. Rồi cái trường hợp thứ ba là máy đo huyết áp không chính xác đó. Thì không chính xác là thứ nhất là khi đo mà mình nói chuyện mình nhúc nhích dễ bị sai lệch, thì có những dòng máy thông minh nó sẽ báo cho chúng ta biết là cái tư thế đo bị sai, mình nên đo lại. Hoặc là mình đo mình thấy huyết áp quá quá cao, hoặc là huyết áp quá thấp, mình nghi ngờ máy đo sai, thì trước khi gửi đến trung tâm bảo hành mình sẽ kiếm một cái thanh niên khỏe ha như mình đo sơ kẻ,
mình với một người đó, mình với người đó thì vài lần như vậy. Thì mình thấy thường thanh niên thì huyết áp nó rất là ổn như vậy, nó lăn tăn ngang ngang vậy, còn mình có khi quá cao, có khi nó tụt xuống, nó dao động lớn thì là do cái bệnh lý của mình rồi ha. Nhưng mà để chính xác hơn nữa thì cả nhà mình có thể đến trung tâm bảo hành, họ sẽ kiểm tra chất lượng miễn phí cho mình về cái độ chính xác. Nên là khi cô chú anh chị mua lòng thường sơn, nhắc đi nhắc lại, mình nên mua hàng chính hãng ha, để mình được kiểm định chất lượng và mình yên tâm. Vì nhiều khi cái máy nó đo sai, mình uống thuốc cực kỳ nguy hiểm nha. Rồi Hoàng Sơn có để lại cái số điện thoại bên cạnh của Sức Khỏe 60 giây. Cô chú anh chị mình có thể gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn để Hoàng Sơn tư vấn kỹ hơn, hoặc là mình có thể xem các video khác về cách lựa chọn thiết bị y tế, máy đo huyết áp, máy đo đường huyết và các dòng máy đo tại nhà nha. Rồi tạm biệt bà con, hẹn gặp lại cả nhà mình ở video sau.